Câu 162 đến câu 164, đây là một cái trang web ha. Câu 162, what information, cái thông tin gì á, thì được bao gồm trong cái website này? Và đáp án trước nha em. Câu A, reasons, những cái lý do để mà mua một số cái cổ phiếu đầu tư. Câu B, những cái tên của một số đối tác kinh doanh. Câu C, những cái thông tin về cái beginnings, những cái thời gian ban đầu, cái lúc khởi đầu của một công ty. Câu D, một cái link dẫn đến cái website mua sắm online. Rồi mình cùng dò từ đầu cái website này luôn nha. Đầu tiên mình có thành công cụ home là trang chủ nè. Cái mục about là cái thông tin về cái chỗ này ha. Nó đang ở cái mục này phải không em, nó in đậm nè. Rồi mình đọc tiếp nha. Maskm được thành lập cách đây 15 năm ở Estonia với cái mục tiêu là làm cho người ta mua sắm online được dễ dàng hơn. Khi mà cái văn phòng đầu tiên của nó đó đã mở cửa đó thì nó chỉ có 46 thành viên thôi. Và các thông tin này nói về cái thời gian ban đầu lúc mới thành lập của công ty Maskm phải không nào? Vậy thì em xem là đáp án là câu nào? Chắc chắn là câu C rồi phải không? Những cái thông tin về cái lúc khởi đầu, cái thời gian ban đầu của một công ty ha. Ok. Câu 163, according to the web page, theo những cái trang web đó thì cái benefits, cái lợi ích gì mà Maskm cung cấp được cho customer, khách hàng của nó? Vậy từ khóa chính là benefit và customer form là đáp án trước nha câu A. Một cái selection, sự lựa chọn sản phẩm wide, rộng lớn là đa dạng đó ha. Câu B, những cái discounts, những cái đợt giảm giá được thương lượng một cách đặc biệt. Câu C, ability, cái khả năng để mà defer payments. Defer payments có nghĩa là thanh toán dần, thanh toán thành nhiều lần đó ha, giống như trả góp vậy đó. Chỗ này mình phải biết cái cụm này mới làm được ha. Defer payments, thanh toán dần dần, thanh toán thành nhiều lần. Rồi câu D, chances, cơ hội để mà xem những cái hàng hóa sản phẩm được sử dụng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem từ khóa benefits và customer ở vị trí nào nha. Dò tiếp nào. Dòng thứ 3 có không? À không có ha, dòng thứ 4 thì sao? Dòng thứ 4 có từ consumers là người tiêu dùng nè. Nó cũng giống với từ customer phải không nào? Ở phía dưới có từ customer luôn. Mình cùng đọc những cái câu chứa từ khóa này nha. Since then, kể từ đó thì Maskm trở thành một trong những cái cổng thanh toán lớn nhất của châu Âu. Nó facilitate cái việc mua sắm online cho hơn 60 triệu người tiêu dùng và 70.000 merchants ở 22 quốc gia. Chưa có đáp án phải không nào? Dịch tiếp nha. Maskm differentiate. Mình có từ difference là khác biệt nè. Differentiate, động từ có nghĩa là làm cho nó khác biệt ha. Maskm tự làm cho nó khác biệt bằng cách cung cấp cho khách hàng cái sự lựa chọn. Pay now là trả liền nè, trả ngay nè. Later là trả sau, hoặc là trả thành những cái khoản tiền từng phần qua cái khoảng thời gian được chỉ định rõ, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Câu C phải không nào? Cái khả năng để mà defer payments, thanh toán thành dần dần, thanh toán thành nhiều lần á, là cụ thể là chỗ này nè em. Những cái khoản tiền thành từng phần trong một cái khoảng thời gian được chỉ định rõ chính là defer payments nè ha. Ok, đáp án là câu C ha. Câu 164, what is stated, cái điều gì thì được nói về Maskm. Vậy từ khóa chính là Maskm ha. Mà cả bài này đều nói về Maskm hết. Vậy mình dò từng đáp án càng nhanh nha. Câu A, it employs, nó thuê những managers, những người quản lý senior cấp cao từ những đất nước khác nhau. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Senior managers và various countries form nào? Rồi mình cùng dò nha. Dò tiếp cái lúc nãy nào. Dòng tiếp theo có hay không? Không có ha. Dòng tiếp theo cũng không có luôn. Đoạn cuối cùng thì sao? Dòng thứ nhất không có. Dòng thứ hai, dòng thứ hai có từ executive nè. Executives có nghĩa là người điều hành. Người điều hành chính là quản lý cấp cao phải không nào? Gần đó có nhiều đất nước không? Không có nhiều quốc gia, nhưng có từ international là quốc tế. Mà quốc tế thì bao gồm nhiều quốc gia phải không nào? Mình cùng đọc cái chỗ này nha em nha. Hơn 1.500 nhân viên của nó đó thì được lãnh đạo dẫn dắt bởi một cái đội ngũ người điều hành international, quốc tế. Vậy thì đáp án câu A đúng không em? Những người quản lý cấp cao là từ nhiều đất nước khác nhau. Chính xác rồi phải không nào? Đáp án là câu A ha. Không cần dò câu B, C, D nữa. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ rất quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Cam nha. Cùng dịch nào, đây là một cái trang web ha. Và đây là thanh công cụ của nó. Mình có từ home là trang chủ nè. About là các thông tin về công ty đó. Services là dịch vụ. Career, sự nghiệp, nghề nghiệp, công việc ha. Contact us là liên hệ nè. Cái trang web này đang ở cái mục là thông tin về công ty phải không nào? Rồi Maskm thì được founded, mình có từ found là thành lập đây. Maskm đã được thành lập cách đây 15 năm ở Estonia với cái mục tiêu là làm cho người ta mua sắm online được dễ dàng hơn. Khi mà cái văn phòng original là đầu tiên, ban đầu á, đầu tiên hay là ban đầu ha, văn phòng đầu tiên của nó mở cửa đó thì nó chỉ có 46 thành viên nhân viên thôi. Kể từ đó thì Maskm trở thành một trong những cái cổng thanh toán lớn nhất của châu Âu. Facilitating, mình có từ facility, động từ có nghĩa là làm cho thuận tiện, làm cho dễ dàng hơn ha. Mà nó làm cho thuận tiện, dễ dàng hơn những cái việc mua sắm online
cho hơn 60 triệu consumers là người tiêu dùng ha, và 70.000 merchants. Mình có từ merchants là thương nhân, thương gia hay là nhà buôn á. Ở 22 đất nước, Magmus differentiate. Mình có từ differentiate là động từ ha, tính từ difference có nghĩa là khác biệt, thì differentiate động từ có nghĩa là làm cho nó khác biệt ha, làm cho khác biệt với những cái khác, làm cho khác biệt hay là phân biệt với những cái khác. Cô dịch lại ha, Maximus làm cho bản thân nó khác biệt với những cái khác đó, bằng cách cung cấp cho customer, khách hàng của nó, cái sự lựa chọn pay now, trả ngay, later, trả sau, hoặc là trả thành từng phần qua cái khoảng thời gian được specify. Mình có từ specify là được định rõ, chỉ rõ ha, định rõ, chỉ rõ hay là quy định rõ, được không nào? Rồi, whichever option customers, cho dù là khách hàng á, chọn cái sự lựa chọn nào đi nữa, thì họ cũng được guarantee là đảm bảo những cái trải nghiệm convenient, tiện lợi và secure là an toàn ha. Merchants, những thương nhân, những thương gia đó thì cũng có được lợi ích bằng cách là có thể cung cấp rất là nhiều đa dạng cái sự chọn lựa về thanh toán, được không nào? Rồi tiếp Maximus thì headquarter. Mình có từ headquarter vừa là động từ vừa là danh từ. Danh từ có nghĩa là trụ sở chính, còn động từ là đặt trụ sở chính ở đâu ha? Đặt trụ sở chính. Magmus thì đặt trụ sở chính tại Tallinn với những cái văn phòng satellite. Mình có từ satellite có nghĩa là vệ tinh, nhưng mà satellite office có nghĩa là văn phòng chi nhánh ha. Nó giống như branch office vậy đó. Và những cái văn phòng chi nhánh ở London và New York. Rồi, hơn 1.500 nhân viên của nó thì được lãnh đạo dẫn dắt bởi một cái đội, một cái nhóm executive là nhà điều hành, người điều hành ha. Người điều hành international là quốc tế. Rồi, nó is valued at. Mình có từ be valued at là được định giá ha. Nó được định giá là hơn 2,5 tỷ đô và xử lý roughly. Mình có từ roughly là xấp xỉ. Xấp xỉ hay là khoảng ha. Nó xử lý hoặc là xấp xỉ, nó xử lý xấp xỉ hoặc là khoảng 10 tỷ đô cho những cái giao dịch buôn bán online mỗi năm. Rồi. Câu 163. Copy mình có từ negotiate có nghĩa là thương lượng hay là đàm phán ha. Negotiate, thương lượng hoặc là đàm phán. Rồi, câu C mình có từ defer payments, một cái cụm rất là quan trọng mới được học ha. Defer payments, thanh toán dần dần, thanh toán thành nhiều lần ha. Câu 164, câu A mình có từ senior là cấp cao ha. Cấp cao, cao cấp. Senior managers là quản lý cấp cao. Rồi câu B mình có từ vendors. Vendors là người bán ha, người bán. Câu B có nghĩa là nó nhận được cái thanh toán hàng tháng từ người bán, được không nào? Câu 165 đến câu 168, đây là một cái brochure, một cái tờ rơi, tờ quảng cáo ha. Câu 165, what is mentioned? Cái điều gì thì được đề cập về Fulian Master? Về từ khóa chính là Fulian Master ha, đọc bán trước nào câu A. Nó thì yêu cầu cái sự đào tạo expert là chuyên môn để mà biết cách operate, hoạt động, vận hành. Câu B, nó sẽ được demonstrated, được thuyết trình, được minh họa tại một cái sự kiện công nghiệp. Câu C, nó phải được connected, kết nối với phần ổ cứng của cái máy tính. Câu D, nó có thể được sử dụng cùng với cái thiết bị mobile là di động. Rồi chúng ta cùng dò xem Fulian Master ở vị trí nào nha. Trên tự bài đã có rồi phải không nào? Rồi Fulian Master là một cái product, sản phẩm mới nhất của công ty này. Rồi giờ tiếp sang chỗ nào có từ Fulian Master nữa em? À, ở đây phải không nào? Rồi cùng đọc nha. Fulian Master là một cái chương trình mà nó cho phép bạn control, điều khiển hoặc là quản lý cái thiết bị điện ở cái nơi doanh nghiệp của bạn á, bằng cách sử dụng một cái thiết bị di động. Ok, vậy thì cái Fulian Master là một chương trình mà nó sử dụng thiết bị di động, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, chắc chắn là câu D rồi, phải không nào? Nó có thể được sử dụng cùng với hay là bằng cái thiết bị di động ha. Ok. Câu 166, what function, cái chức năng nào của Fulian Master thì không có được nêu đến trong cái brochure, cái tờ rơi, tờ quảng cáo. Đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc từng đáp án và dò từng đáp án ha. Câu A, it enables, nó cho phép những cái thành viên trong nhóm, những cái đội nhóm remote ở xa để mà work, làm việc cùng với nhau. Vậy từ khóa chính là remote teams, work together, phải không nào? Rồi mình cùng dò nha. Giờ tiếp từ cái chỗ lúc nãy nha em, đoạn số 2 nè, có từ enables nè, cùng đọc thử nha. Nó cho phép bạn sử dụng cái điện thoại hoặc là cái máy tính bảng để mà giám sát, quản lý cái thiết bị về âm thanh, hình ảnh. Lighting là ánh sáng nè, nhiệt độ phòng nè, và thêm khác, cái khác nữa. Rồi hãy lập trình cái gì đó, cửa sổ điện tử của bạn, phải không? Để mà maximize, làm tối đa, tăng lên tối đa cái khả năng làm mát tại bất kỳ cái thời gian nào trong cái ngày. Không được phải không nào? Không có, dịch tiếp nha. Rồi đoạn số 3 thử đi em. Đoạn số 3 mình có từ collaborate with, có nghĩa là cộng tác,
hay là làm việc với ai nè. Vậy thì rất có khả năng nó giống từ gì em, work together, cùng đọc kiểu này nha. Thêm vào đó, bạn có thể collaborate with, cộng tác với, làm việc với những người khác bằng cách truy cập vào những cái kênh video hoặc là giọng nói từ bất kỳ nơi nào mà nó có kết nối internet. Vậy thì câu A đúng không em? Nó cho phép những cái đội ở xa nhau có thể làm việc cùng với nhau à, được phải không nào, miễn là có kết nối internet là được phải không? Rồi câu B nha. Nó gathers, nó thu thập những cái thông tin về energy use, sử dụng năng lượng. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, information, energy use phải không nào? Rồi mình cùng dò nha. Rồi giờ tiếp nào, dòng này có nói không em? À, không có phải không nào? Đoạn số tiếp theo, số 4, nó có từ energy uses này phải không nào? Cùng đọc câu này nha. Nè, Fillion Master thì cũng cho phép bạn thu thập những cái dữ liệu về cái việc sử dụng energy. Vậy câu B có luôn, phải không? Rồi tiếp câu C, nó determines, nó xác định những cái bố cục tối ưu cho căn phòng. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Optimal room layout phải không nào? Rồi mình cùng dò tiếp xem có hay không nha. Rồi dòng tiếp theo, không có phải không nào? Đoạn cuối cùng cũng không có luôn ha. Rồi vậy rất có khả năng câu C là không có rồi nè. Giờ thử câu đi đi em. Nó điều chỉnh cái nhiệt độ ở nơi làm việc. À lúc nãy mình có dò về nhiệt độ không em? Có phải không? Cái đoạn số 2 phải không nào? Đây này có từ temperature nè. Em dịch lại chỗ này nghe, nó cho phép bạn sử dụng cái điện thoại hoặc là máy tính bảng để mà quản lý, giám sát những cái thiết bị âm thanh, hình ảnh, ánh sáng và nhiệt độ phòng nè. Vậy thì điều chỉnh được nhiệt độ phòng phải không nào? Vậy câu đi có nè. Vậy chắc chắn đáp án là câu gì rồi? À câu C ha. Câu 167, why, tại sao một số khách hàng sẽ gọi điện cho cái số hotline? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, hotline number, phải không nào? Đó là đáp án trước nha câu A. Để order, để đặt hàng số lượng lớn một cái sản phẩm nào đó. Câu B, to arrange, để sắp xếp một cái buổi thuyết trình về sản phẩm. Câu C, để schedule, để lịch trình cho một cái đợt thanh tra kiểm tra văn phòng. Câu D, để obtain, có được cái sự hỗ trợ về kỹ thuật công nghệ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem hotline number ở vị trí nào vậy em? À, ở đoạn cuối form nào? Đây này có hotline nè, cùng đọc câu này nha. Hãy ghé đến website này để có thêm thông tin về cái này và những sản phẩm khác, hoặc là gọi cho hotline của chúng tôi tại số này để sắp xếp một cái demonstration, một cái buổi thuyết trình minh họa. Vậy đáp án là câu nào là thuyết trình minh họa vậy em? À câu B phải không nào? Là sắp xếp để mà có xem được một cái buổi thuyết trình về sản phẩm ha. Đáp án là câu B. Câu 168 ở vị trí nào được đánh số 1, 2, 3, 4 thì câu sau đây thuộc về. Đọc câu đầu kép trước ha em. This, cái điều này tạo ra cái khả năng mới khi mà có cái involvement, cái sự liên quan, sự tham gia của audience, người xem hay là khán giả ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc những cái câu phía trước, những cái chỗ trống được đánh số, xem câu nào có liên kết về mặt ý nghĩa với câu trong ngoặc kép nha. Câu trong ngoặc kép là nói về những cái người xem, phải không nào? Rồi, vị trí số 1 trước đi em. Ở đây ha, câu phía trước dịch nhanh lại nào. Fillion Master là một cái chương trình, nó cho phép bạn quản lý giám sát thiết bị điện ở doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng thiết bị di động. Không có liên quan phải không? Vị trí số 2 đi em. Đây, nó cho phép bạn sử dụng cái điện thoại hoặc là máy tính bảng để mà giám sát, quản lý cái thiết bị âm thanh, hình ảnh, ánh sáng nè, nhiệt độ phòng nè, và thêm những cái khác. Cũng không liên quan, không nói đến gì đến người xem hết phải không em? Vị trí số 3 đi em. Ở đây nè, cùng dịch nha. Several participants, một số người tham gia đó thì có thể simultaneously, đồng thời xem và cộng tác vào trong cái bài thuyết trình bằng cách sử dụng laptop hoặc là thiết bị thông minh. Có người xem nè, phải không nào? À, vậy thì đáp án rất có khả năng là số 3, phải không? Mình dò tiếp thêm vị trí số 4 thử nha. Ở đây, rồi cùng dịch đi em. À, sử dụng cái thông tin này nè, thì để mà đưa ra cái quyết định về ngân sách, sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc cho công ty của bạn và maximize, làm tối đa, tận dụng tối đa cái nguồn tài nguyên của bạn, được không nào? Cũng đâu không có liên quan phải không em? Chỉ có vị trí số 3 là liên quan nhất thôi. Đang nói đến cái việc xem và audience là người xem nè, được không nào? Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hệ thống lại những từ rất là quan trọng được highlight trong bài này nha. Cùng đọc nào. Fillion Master là một cái sản phẩm mới nhất của công ty Corporate Solutions. Tiếp theo mình có từ Hyper Competitive. Competitive là mang tính cạnh tranh nè. Hyper Competitive là siêu cạnh tranh á, có tính siêu cạnh tranh là cạnh tranh cao á ha. Siêu cạnh tranh. Trong cái thế giới siêu cạnh tranh ngày nay thì những công ty phải utilize, mình có từ utilize là tận dụng hoặc là sử dụng. Những công ty phải tận dụng mọi cái advantage, cái điểm thuận lợi mà có đến cho họ. Fillion Master là một cái chương trình mà nó cho phép bạn control là gì? Quản lý hoặc là giám sát ha. Hoặc là điều khiển nữa. Nó cho phép bạn quản lý, giám sát hay là điều khiển những cái trang thiết bị điện tử của bạn ở trong cái môi trường doanh nghiệp của bạn ha, bằng cách sử dụng một cái thiết bị di động. It enables, nó cho phép bạn sử dụng một cái điện thoại hoặc là một cái máy tính bảng để mà monitor, là quản lý, giám sát luôn á.
và quản lý những cái thiết bị audio visual là âm thanh và hình ảnh, lighting là chiếu sáng nè, và temperature nhiệt độ trong phòng và thêm những cái khác nữa. Program hãy lập trình cho cái window sheets là cái mành cái màn cửa sổ đó, điện tử của bạn, để mà maximize tối đa hóa cái khả năng làm mát tại mọi thời điểm trong ngày. Moreover, thêm vào đó bạn có thể collaborate with là cộng tác với ha. Bạn có thể cộng tác với những người khác bằng cách truy cập vào những cái kênh video hoặc là giọng nói từ bất kỳ đâu mà nó có cái kết nối internet. Several participants, một vài cái người tham dự đó thì có thể simultaneously, có nghĩa là đồng thời ha, cùng một lúc hay là đồng thời. Có thể đồng thời hoặc là cùng một lúc vừa xem và cộng tác trên một cái bài thuyết trình bằng cách sử dụng một cái laptop, là một cái máy laptop ha, hoặc là một cái thiết bị thông minh. Rồi Fillion Master cũng cho phép bạn thu thập những cái dữ liệu về cái việc sử dụng energy là năng lượng và phòng. Sử dụng những cái thông tin này để mà đưa ra cái quyết định về ngân sách. Hãy tiết kiệm cái thời gian và tiền bạc của công ty bạn và maximize tối đa cái nguồn tài nguyên, tận dụng tối đa hóa cái nguồn tài nguyên của bạn ha. Mình có từ resources là nguồn tài nguyên đó. Hãy ghé đến website này nè để biết thêm thông tin chi tiết về cái sản phẩm này và những sản phẩm khác, hoặc là hãy gọi cho cái số hotline của chúng tôi là số này để mà schedule lên lịch trình cho một cái demonstration, một cái buổi thuyết trình minh họa về sản phẩm. Rồi tiếp, câu 166, câu C mình có từ optimal, có nghĩa là tối ưu. Câu tiên mình có từ adjust, có nghĩa là điều chỉnh, rất là hay gặp. Adjust, điều chỉnh. Rồi câu 167, câu A mình có từ quantities, có nghĩa là số lượng ha. Số lượng, quantity, số lượng. Câu A có nghĩa là đặt hàng số lượng lớn cho một cái sản phẩm, một cái mặt hàng ha. Câu B mình có từ presentation là bài thuyết trình. Câu C mình có từ inspection, cũng rất là hay gặp, là sự thanh tra hay là kiểm tra ha. Câu D mình có từ obtain là có được ha. Có được. Câu gì có nghĩa là có được cái sự hỗ trợ về kỹ thuật. Câu 169 đến câu 171, đây là một cái profile, một cái tiểu sử, một cái hồ sơ về một người nào đó ha. Câu 169, cái từ draw ở đoạn 1 dòng 5 thì gần nghĩa với từ nào nhất? Là đáp án trước nha em. Câu A, gather là thu thập nè. Câu B, deduce là gì mình không biết để đó ha. Câu C, illustrate là minh họa. Câu D, extend là kéo dài. Rồi mình cùng dò nha em đoạn 1 dòng 5. Ở đây form nào có từ draw, để biết được từ draw nghĩa là gì, mình phải hiểu cái ngữ cảnh của nó ha. Cùng dịch câu chứ từ này nha. Từ cái landscape, cái phong cảnh, cái cảnh đẹp mênh mông của nó thì cô ấy. The is của nó là ai, của ai. She, cô ấy là ai. Thì mình đọc những cái ở phía trước nó cho dễ hiểu nha. Đọc từ đầu luôn nào. Lynn Foster là một novelist, một nhà tiểu thuyết, sống và làm việc ở Portland, Oregon. Nổi tiếng nhất về cái tác phẩm The Last Ranger. Cô ấy đã bắt đầu hoạt động viết văn á, từ khi mà cô ấy 18 tuổi. Originally, khởi đầu bắt nguồn từ Louisiana. Vào năm 11 tuổi thì cô ấy đã di chuyển đến Butte, Montana. Từ những cái phong cảnh, cảnh đẹp rất là mênh mông của nó, chính là ở cái vùng Montana, phải không nào? Thì cô ấy chính là Lynn Foster. Sau này đã draw được inspiration, mình cái từ inspiration là nguồn cảm hứng nè, đã draw được những cái nguồn cảm hứng cho cái việc viết văn của cô ấy. Vậy cái chỗ này có nghĩa là gì vậy em? Từ những cảnh đẹp của cái khu vực Montana thì sau này cô ấy sử dụng những cái thông tin đó đưa vào trong cái bài văn của cô ấy, những cái bài viết của cô ấy để làm nguồn cảm hứng, phải không nào? Vậy từ draw ở đây nó bằng nghĩa với từ nào vậy em? Câu A phải không? Gather, thu thập được những cái đó để sau này làm nguồn cảm hứng đưa vào trong cái bài viết ha. Ok. Câu 170, cái điều gì thì được nói về there and back. Về từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Là đáp án trước nha em. Câu A, cái câu chuyện của nó thì diễn ra tại Louisiana. Câu B, nó là một trong 4 tập của một cái bộ phim dài tập. Câu C, nó thì được viết trong suốt một cái chuyến hành trình. Câu D, nó là cái quyển sách dài nhất của Miss Foster. Vậy mình cùng dò there and back nha em. Ở đây phải không nào? Rồi cùng đọc cái câu này nha. Cái tác phẩm hiện tại của cô ấy là của Miss Foster đó, thì đang trong cái tiến trình được đặt cái tựa đề tạm thời là There and Back, thì được đặt trong cái ngữ cảnh là ở cái thị trấn nơi mà cô ấy sinh ra, phải không nào? Vậy thì cái thị trấn nơi mà cô ấy sinh ra là ở đâu vậy em? Chính là Louisiana, phải không nào? Em coi nè, originally, khởi nguồn, bắt nguồn từ, có nghĩa là nơi mà cô ấy sinh ra đó, thì đến năm 11 tuổi thì cô ấy mới chuyển đến Montana, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Câu A phải không? Cái câu chuyện của nó thì diễn ra tại Louisiana, được không nào? Câu 171, cái điều gì thì không có đúng về Miss Foster? Đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha em. Câu A, những câu chuyện của cô ấy thì xuất hiện trong nhiều cái publication, cái ấn bản khác nhau. Vậy từ khóa là từ nào vậy em?
A publications phải không nào? Rồi mình cùng dò nha. Đoạn đầu mình dò rất nhiều rồi, mình dò tiếp đi em. Đây có từ magazines phải không nào? Magazine là tạp chí, tạp chí chính là ấn bản đó. Mình cùng đọc chỗ này nha. Miss Foster đã bắt đầu sự nghiệp của cô ấy bằng việc góp mặt những cái câu chuyện ngắn cho những cái tạp chí khắp đất nước luôn. Vậy câu ai đúng không? Xuất hiện ở nhiều cái ấn bản khác nhau. Có phải không nào? Rồi tiếp câu B. Tác phẩm của cô ấy thì có sẵn ở trong nhiều cái ngoại ngữ, ngôn ngữ phải không nào? Vậy mình dò từ language phải không em? Ở đây phải không nào? Cùng đọc thử nha. Những cái quyển sách của Miss Foster thì được dịch ra thành hơn 20 thứ tiếng. Vậy câu B đúng luôn nè. Câu C. Cô ấy có một số quyển sách mà nó được phát triển thành phim. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Phim ha, mình cùng dò đi em. Ở đây phải không nào? Có từ movie nè. Cùng đọc câu này nha. Nó thì đã rất là thành công. Nó là cái gì? Đọc thêm câu phía trước đi em. 2 năm sau thì cô ấy xuất bản cái tiểu thuyết đầu tiên là Middle Ark. Nó đã rất là thành công bởi một cái câu chuyện gồm 4 tập có tên là The Darkening Brow, cái mà được chuyển thành một cái bộ phim hoạt hình. Vậy có chuyển thành phim hoạt hình không em? Có phải không nào? Còn cô D, cô ấy đã thắng một cái cuộc thi ở trong trường đại học, trong lúc còn đi học ở đại học. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Contest và University, em dò xem có không? Đoạn này có không? Không có phải không nào? Đoạn cuối cùng cũng không có luôn. Vậy chắc chắn đáp án là câu gì rồi? Câu D ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hệ thống lại những từ rất là quan trọng được highlight trong bài này các em nha. Cùng dịch nào. Đầu tiên mình có từ career, có nghĩa là sự nghiệp ha. Sự nghiệp viết văn của Lynn Foster. Lynn Foster là một novelist, là nhà tiểu thuyết ha. Người viết tiểu thuyết á. Là một nhà tiểu thuyết chuyên viết về cái trường phái fantasy, là tưởng tượng ha. Hiện đang sống và làm việc ở Portland, Oregon. Được nổi tiếng nhất, biết đến nhiều nhất cho cái tác phẩm The Last Ranger. Thì cô ấy actively, có nghĩa là một cách tích cực hay là hăng hái đó, đã tích cực hăng hái viết kể từ khi mà cô ấy 18 tuổi. Originally có nghĩa là khởi đầu hay là bắt đầu ha. Khởi đầu, khởi nguồn hay là bắt đầu á. Khởi nguồn đó là từ cái vùng Louisiana. Vào năm 11 tuổi cô ấy đã chuyển đến sống ở Butte, Montana. Từ những cái landscape, những cái cảnh đẹp, những cái phong cảnh vast là mênh mông em. Mênh mông ha. Rộng lớn, mênh mông, vast. Từ những cái phong cảnh, cảnh đẹp rộng lớn, mênh mông, rộng mở của nó thì cô ấy sau này draw, thu thập được cái inspiration, có nghĩa là nguồn cảm hứng ha. Thu thập được những cái nguồn cảm hứng cho cái việc viết văn của cô ấy. Miss Foster bắt đầu cái sự nghiệp của cô ấy á, bằng cách là góp mặt những cái câu chuyện ngắn và trong những cái tạp chí khắp đất nước luôn. Cái mẫu truyện ngắn của cô ấy là Bear in the Rig đã giành được cái award, là cái giải thưởng ha. Award là giải thưởng hay là phần thưởng cũng được. Cái giải thưởng từ cái hội đồng nghệ thuật Montana. 2 năm sau đó thì cô ấy đã xuất bản cái tiểu thuyết đầu tiên là Middle Ark, cái mà đã thành công bởi cái truyện gồm 4 tập ha. Mình có từ volume là tập đen. Tên là The Darkened Brown. Cái mà đã được sản xuất thành một cái bộ phim hoạt hình. Mình có từ animated movie là phim hoạt hình ha. Her current work, cái tác phẩm hiện tại của cô ấy thì in progress, đang trong tiến trình. Mình có từ in progress là đang trong tiến trình ha. Cô dịch lại nè. Cái tác phẩm hiện tại của cô ấy đang trong tiến trình á, thì tentatively có nghĩa là tạm thời đấy em. Chưa chắc chắn, chưa quyết định ha. Tạm thời được đặt cái tựa là There and Back. Thì đặt trong cái bối cảnh ở cái thị trấn nơi mà cô ấy sinh ra. Miss Foster Books, những cái quyển sách của Miss Foster đó, thì đã được translated, có nghĩa là được dịch ra, biên dịch ra ha. Được dịch ra, được biên dịch ra thành hơn 20 thứ tiếng. Rồi có 169. Câu ai mình có từ gather là thu thập. Rất là hay gặp ha, thu thập, gather. Rồi câu bên mình có từ deduce, có nghĩa là suy ra, suy luận ra ha, hay là kết luận. Câu C mình có từ illustrates là minh họa. Câu D mình có từ extend, gặp rất nhiều, có nghĩa là kéo dài ha, extend, kéo dài. Rồi câu 171, câu ai mình có từ publications, có nghĩa là ấn bản ha. Ấn bản có thể là báo, tạp chí hoặc là sách. Rồi câu D mình có từ contest là cuộc thi. Contest, cuộc thi ha. Câu gì có nghĩa là cô ấy đã thắng một cái cuộc thi trong lúc mà còn ở trường đại học, được không nào? Câu 172 đến câu 175, đây là một cái bài review, một cái bài đánh giá ha. Câu 172, Miss Mosby đã chỉ ra điều gì về cái chuyến đi của cô ấy đến qua? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Mosby và trip to qua, phải không nào? Đã bán trước nha câu A. Nó thì được undertaken, được thực hiện cùng với thành viên trong gia đình, có nghĩa là đi cùng với gia đình á. Câu B, nó đã được quyết định spontaneously, một cách tự phát ha. Câu C, nó được hỗ trợ bởi một cái tổ chức du lịch,
Cô đi, nó được theo sau bởi cái sự trở lại quê nhà, có nghĩa là sau khi đi cái chuyến này đến qua thì cô ấy trở về quê nhà, được không nào? Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào từ khóa là Miss Must Be và Trip to Qua nha. À, Miss Must Be chính là người viết cái bài đánh giá này phải không em? Ok, rồi dòng đầu đã có từ qua luôn rồi nè, mình cùng đọc từ đầu luôn nha. During trong suốt cái chuyến đi 3 tuần đi đến Ấn Độ đó, thì tôi có ghé qua Qua, nằm trên cái bờ biển phía Tây của cái đất nước này. Tôi đã dành ít hơn 2 ngày ở đó, cái mà được xem như là một cái detour. Mình có từ tour là chuyến đi tham quan nè em. Detour là lên lại lịch trình, thay đổi lịch trình tham quan ha, vào phút chót trên đường đi đến Bangalore. Vậy có nghĩa là cái việc đi đến Qua là một cái quyết định sao em? Thay đổi lịch trình vào phút chót phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? À, câu B phải không? Nó đã được quyết định một cách spontaneously, một cách tự phát ha, một cách đột ngột tự phát. Vậy đáp án là câu B được không nào? Câu 173, cái điều gì thì được nói về cái World Heritage Tour, về từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Đáp án trước nghe em, câu A. Cái itineraries, cái lịch trình của nó thì có thể được làm theo yêu cầu của khách hàng. Câu B, nó thì được advertise, quảng cáo trong những cái tờ rơi, tờ bướm quảng cáo được phân phát tại một cái trung tâm thông tin. Câu C, nó được conducted, được tiến hành, được thực hiện trong một chiếc xe. Câu D, nó không có bao gồm chi phí, giá cả cho cái việc vào cổng của những cái địa điểm thu hút các cái du lịch, địa điểm tham quan của khách du lịch ha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa cái tour này ở đâu nha. Giờ tiếp đi em, ở đây phải không nào, có từ qua tour luôn nè, cùng đọc câu này ha. Tôi đưa ra quyết định vào cái ngày du lịch khi mà tôi nhìn thấy một cái quảng cáo cho cái qua tour Bros ở trong một cái trạm xe lửa. Vậy thì câu nào sai vậy em? Đáp án là câu B sai phải không nào? Nó là gì? Nó được quảng cáo trong những cái tờ rơi được phát tại trung tâm thông tin. Nhưng mà bài đọc nói là về cái gì vậy em? À, xem được quảng cáo ở cái trạm xe lửa mà, phải không nào? Rồi đọc tiếp nha. Cái buổi sáng khi mà tôi đến Qua thì tôi đã đặt một cái chuyến, một cái tour du lịch một ngày trực tiếp tại cái văn phòng công ty du lịch. Rồi, dịch tiếp nào. Overall, nhìn chung thì cái trải nghiệm thì rất là hài lòng. Tôi thích được transported, được vận chuyển, được chở đi vòng vòng tham quan Qua trong một trong những chiếc xe hơi của Qua Tour Pro. Trong lúc cái người hướng dẫn viên Brandit Chelsea á, thì cung cấp cái bình luận, cái giải thích mang tính thông tin và giải trí. Vậy có nghĩa là cô Mosby á, cổ đi cái tour du lịch Qua là đi bằng gì vậy em? À, được chở trên một chiếc xe hơi để mà đi tham quan phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, là câu C ha. Cái chuyến tham quan này nè, cái chuyến du lịch này được thực hiện trong một chiếc xe được chở đi vòng vòng tham quan ha. Đáp án là câu C. Câu 174, Mr. Chelsea đã recommend, đã đề xuất rằng Miss Mosby làm gì, về từ khóa chính là Mr. Chelsea và recommend. Đã đáp án trước nghe em câu A. Thực hiện việc đặt chỗ trước cho một cái bữa tối tại Markel. Câu B, mua một cái pass, một cái vé, một cái thẻ, sightseeing, tham quan ngắm cảnh cả ngày. Câu C, để lại những cái valuables, những cái tài sản và có giá trị tại quầy lễ tân. Câu D, xem một cái buổi trình diễn văn hóa tại Panergie. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Mr. Chelsea và recommend ở vị trí nào nha. Rồi cùng dò tiếp nè. Ở đây phải không nào, Mr. Chelsea là ở đây nè. Nhưng câu này lúc nãy mình dịch rồi, đâu có nói gì đến đề xuất làm việc gì đâu phải không? Giờ tiếp đi em, xem chỗ nào có nữa. Đoạn tiếp theo phải không nào, có từ branded. Branded chính là Mr. Chelsea nè em. Kế bên có từ recommended nữa. Ai chính là cái người viết review này là Miss Mosby phải không nào? Phải đọc câu này nha. Trước khi Parkway tại địa điểm cuối cùng á, thì Branded đã đề xuất cho tôi xem một cái show, một cái buổi trình diễn dance về điệu múa truyền thống của người Goan ở đó. Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Đề xuất xem một cái buổi trình diễn nhảy múa. Vậy đáp án chỉ có thể là câu D thôi, phải không nào? Mình không biết là có ở Panergie hay không, nhưng mà cái buổi trình diễn nhảy múa thì chỉ có thể là câu D thôi. Còn câu A, đặt chỗ ăn tối là không có rồi nè, ngắm cảnh cũng không có luôn. Còn câu C, để lại đồ vật giá trị cũng không nói đến luôn. Đáp án là câu D ha. Câu 175, why, tại sao Miss Mosby unsatisfied, không có hài lòng với khách sạn của bà ấy? Vậy từ khóa chính là unsatisfied và hotel phải không nào? Đã đáp án trước nha câu A. Một số cái occupants, cái người chiếm giữ của nó, cái người chiếm giữ khách sạn, có nghĩa là người thuê phòng khách sạn đó em, thì nói gì là ồn ào. Câu B, cái phòng của nó đó thì thiếu amenities, là tiện nghi. Câu C, nó thì xa cái trạm xe lửa. Câu D, nó thì không có resample một số các hình ảnh online. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem không hài lòng rồi khách sạn nằm ở vị trí nào nha. Mình dò tiếp ha. À, ở đây form nào có từ hotel nè. Em cùng đọc chỗ này nha. Afterwards, sau đó thì tôi đã ăn tối tại khách sạn Miramar Beach. Cái mà sẽ rất là tuyệt vời nếu không có những cái vị khách cực kỳ ồn ào của nó, lớn tiếng của nó. Vậy thì bà ấy rất là thích cái khách sạn này, ngoại trừ cái việc là sao em? À, những cái vị khách ở đây rất là lớn tiếng phải không nào? Vậy đáp án là câu nào ha?
À, chắc là câu ai rồi phải không? Một số cái người thuê của nó thì nói gì ồn ào, lớn tiếng được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hệ thống lại những từ rất là quan trọng được highlight trong bài này các em nha, cùng dịch nào. Đây là một bài review, một bài đánh giá trên một website. Đây là website ha. Và cái mục India là Ấn Độ nè. Vùng Goa, tourist, du lịch. Rồi cái tour du lịch, heritage là di sản nè. Di sản ha, đến vùng Goa. Rồi, đây là cái link của nó nè. Đánh giá 4 sao. Lovely introduction, à, một cái sự giới thiệu, một cái lời giới thiệu rất là dễ thương đến Goa. Review được đánh giá vào ngày 9 tháng 9 bởi Samantha Smosby. During trong suốt các chuyến tham quan 3 tuần đến Ấn Độ đó, thì tôi stop by, mình có từ stop by là ghé qua ha. Tôi đã ghé qua Goa, nằm trên cái coast là đường bờ biển đẹp. Đường bờ biển phía tây của đất nước này, tôi đã dành ít hơn 2 ngày ở đó. Cái mà thì được xem xét như là một cái detour, mình có từ tour là du lịch nè, tham quan du lịch nè, lịch trình tham quan du lịch. Còn detour là thay đổi lịch trình ha. Thay đổi lịch trình. Nó được xem như là một cái sự thay đổi lịch trình vào phút chót khi mà trên đường đi đến Bangalore. Tôi đã đưa ra quyết định này trên cái ngày du lịch khi mà tôi nhìn thấy advertisement, một cái bài quảng cáo cho cái chuyến du lịch Goa Tour Bros ở cái trạm xe lửa. Cái buổi sáng khi mà tôi đến Goa thì tôi đã đặt một cái tour du lịch một ngày trực tiếp tại văn phòng của công ty du lịch. Overall nhìn chung thì cái trải nghiệm thì rất là hài lòng. Tôi thích được vận chuyển, được chở ha, đi tham quan vòng vòng cái vùng Goa trong một trong những chiếc xe hơi của Goa Tour Bros. Trong khi cái guide, cái người hướng dẫn của tôi tên là Brandon Chelsea đã cung cấp cái commentary, mình có từ commentary có nghĩa là lời bình hoặc là lời giải thích ha, bình luận hoặc là giải thích. Cung cấp những cái bình luận hay là những cái lời giải thích. Informative là mang tính cung cấp thông tin, và entertaining là giải trí. The tour starts, cái tour du lịch đó thì bắt đầu tại cái vùng Vasco da Gama và tiếp tục đi đến phía nam ở cái vùng Margao và rồi vòng qua phía bắc để đi qua Ponda và Mardo trước khi kết thúc tại Panaji. Tôi đã nhìn thấy một số cái mẫu, một số cái ví dụ về architecture là kiến trúc ha. Architecture, kiến trúc. Architecture, à, cái kiến trúc của Portuguese là người Bồ Đào Nha đó và người Ấn Độ, bao gồm churches, nhà thờ nè, temples, đền nè, và military có nghĩa là quân đội ha. Còn fort là pháo đài đó em. Vậy thì military forts có nghĩa là pháo đài quân sự ha. Military forts, pháo đài quân sự. Rồi cái bữa trưa thì bao gồm cái món curry, cá và cơm. Hearty có nghĩa là thịnh soạn ha, dùng cho bữa ăn đó em. Một cái bữa ăn thịnh soạn ha, hearty, thịnh soạn. The tour, cái tour du lịch đó thì kết thúc trước 4 giờ chiều. Trước khi part way, mình có từ part ways có nghĩa là chia tay ha, chia tay. Trước khi chia tay tại cái destination là cái điểm đến. Trước khi chia tay tại cái điểm đến cuối cùng á, thì Brandit đã đề xuất tôi xem cái show về cái điệu múa truyền thống của người Goan ở đó. Rồi tôi đã rất là vui khi mà được xem. The costume, mình có từ costume là trang phục ha, trang phục, costume, trang phục. Cái trang phục thì splendid, mình có từ splendid là lộng lẫy ha, lộng lẫy. Trang phục thì rất là lộng lẫy, và dancer là những người vũ công á, thì incredibly, mình có từ incredibly là cực kỳ ha, cực kỳ. Thì cực kỳ graceful là duyên dáng. Rồi afterward là sau đó ha. Sau đó thì tôi ăn tối tại cái khách sạn Miramar Beach. À, nơi mà rất là tuyệt vời nếu mà không có những cái vị khách cực kỳ ồn ào. Anyway, dù sao đi nữa thì tôi definitely là chắc chắn ha. Chắc chắn, tôi chắc chắn là sẽ giới thiệu cái tour du lịch di sản này nè cho những vị khách mà lần đầu đi đến Goa, cho dù là đi du lịch một mình như tôi hoặc là đi theo nhóm. Câu 172, câu A mình có từ undertake. Undertaken là cột 3 của undertake ha. Undertake, undertake là thực hiện. Vậy câu A có nghĩa là nó được thực hiện cùng với thành viên của gia đình. Câu B mình có từ spontaneously, có nghĩa là một cách tự phát. Spontaneously, một cách tự phát ha. Rồi câu 173, câu A mình có từ itineraries, có nghĩa là lịch trình. Itineraries, lịch trình ha. Customize có nghĩa là làm theo yêu cầu của khách hàng. Theo yêu cầu khách hàng. Câu B mình có từ flyers, là tờ rơi hay là tờ bướm quảng cáo ha. Handout có nghĩa là phân phát. Động từ handout là phân phát ha. Vậy câu B có nghĩa là nó được quảng cáo trong những cái tờ rơi quảng cáo được phân phát tại một cái trung tâm thông tin. Câu C mình có từ conduct có nghĩa là thực hiện, tiến hành hay là thực hiện, gặp rất nhiều rồi ha. Câu D mình có từ admission là cái sự vào cổng ha, sự vào cổng.
Tourist attraction là địa điểm tham quan dành cho khách du lịch đó. Vậy câu đi có nghĩa là nó không có bao gồm chi phí giá cho cái sự vào cổng của những địa điểm tham quan dành cho khách du lịch. Có 174, câu B mình có từ sightseeing pass. Mình có từ pass là thẻ hoặc là vé ha. Sightseeing là ngắm cảnh. Vậy là cái vé tham quan ngắm cảnh á. Rồi câu C mình có từ leave là để lại, valuables, tài sản có giá trị. Front desk là quầy lễ tân. Vậy câu C có nghĩa là để lại một số cái tài sản có giá trị tại quầy lễ tân. Câu D mình có từ performance là buổi trình diễn ha. Câu 175, câu A mình có từ occupants. Occupants là danh từ của động từ occupy. Occupy động từ có nghĩa là chiếm giữ, hoặc là đối với tòa nhà, khách sạn là thuê, mướn ha, thuê. Chỗ này có nghĩa là người thuê, được không nào? Một số người thuê của nó thì rất là noisy, là ồn ào. Câu B mình có từ amenities, rất là hay gặp, có nghĩa là tiện nghi ha. Danh từ amenities, tiện nghi. Câu D mình có từ resemble. Resemble có nghĩa là tương đồng hay là giống với cái gì đó, tương đồng hoặc là giống với. Resemble. Vậy câu D có nghĩa là nó không có tương đồng giống với một số cái hình ảnh online ở trên mạng, là nó không có giống với hình ảnh quảng cáo đây. Ok. Resemble, tương đồng hay là giống với ha.